Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia mùa trán có tên là Flash Valency. Anh chia tổng nghị thưởng là 300.000 token Flash nè các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà link phong các bạn. Thì để tham gia đủ điều kiện giải này thì tờ Twitter các bạn phải có trên 10 lượt follow các bạn. Thì nói với tờ Twitter nào mà 10 lượt follow là các là thấp các bạn. Thì, rồi nhiệm vụ đầu tiên follow tờ Twitter của nó nè. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nha bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên nè. Visit. À các bạn rồi các bạn copy hashtag này và tăng vào người bạn retweet Messenger luôn nè. Like và retweet nè. Rồi xuống đây thì vào đây thì các bạn like nè. Các bạn chỉ cần nhập biết game người ta các bạn. Các bạn dán hashtag chứ và tăng dạng người bạn mình vào nè, rồi bạn tweet lên nè, sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh group nè. Chính group các bạn join sao các bạn, tiếp tục join tiếp kênh seller. Lời son 2k, hiện tại có 2k theo dõi. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum nữa. Cho minimum mình không cần quá. Rồi cần luôn các bạn. Rồi các bạn follow minimum nữa các bạn. Rồi nếu minimum follow không được, mình có một tiệc chiêu nhỏ cho các bạn follow nữa các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn copy cái link minimum các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn cái chữ minimum này các bạn thêm số 0 cho mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè. Khỏi phát cái bi các bạn. Không biết được không. Cho nó ra cái gì luôn rồi trời. Rồi không được các bạn ơi. Có một cách một các bạn phát cái bi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn follow rehook nè. Rehook thì bạn follow nè. Rồi bạn follow nè. Rồi visit qua website xem qua website của nó nha bạn. Connect. Đây là cái sàn giao dịch của nó thật các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn khai báo địa chỉ email của tất cả các bạn các bạn. Còn trên Medium các bạn phát IP nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Phát IP follow mới được. Rồi tiếp tục submit link retweet nè. Thì bằng mà Twitter của tất cả các bạn ra nè. Không biết mình lách luôn cái phần minimum đó, nó biết nó không phối không. Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi sao chép link các bạn là tweet nè. Thôi cho free mình lách luôn nha các bạn. Không phối kệ nè. Rồi tiếp tục mình liên lạc username tại Telegram bạn đã cho anh sao ai group nè. Như cho bạn anh cùng nè. Vào setting copy username Telegram mình nè các bạn. Anh cộng anh 4 số 3. Rồi nó hỏi các bạn có visit app và muốn set nha bạn. Tiếp tục follow minimum, gửi đường link minimum. Rồi submit địa chỉ bình bì xe mát chen nha bạn. Nhấn vào đây. Rồi các bạn điền là username minimum của mình luôn các bạn. Mình không follow, mình điền username minimum luôn. Nhỏ 5991 mà. Rồi các bạn thêm 3 công đầu tiên. Rồi các bạn kiểm tra lần nữa có chính xác không. Chính xác hết, xong hết các bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token Flash. Đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.